Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình sẽ lên một list đồ cho anh em. Như anh em thấy ở đây, một vài cục giải mã mình sẽ thanh lý giá cực kỳ tốt cho cục đèn ông này anh em nhé. Một vài cái túi da, mã túi, toàn những hàng tuyển thôi anh em nhé. Hàng tuyển chọn bên nhờ. Một vài cái tai nghe, giá cực kỳ ok. Và mấy bộ dàn mini, từ cao cấp đến rẻ tiền. Và đây là cái sản phẩm bạn bòi luôn anh em nhé. Anh em nào mà nhu cầu mua thì đến 141 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để có thể gặp bạn Luân và trao đổi về những cái đồ mà anh em muốn mua. Anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và bạn Luân ở ngay góc trái màn hình đây anh em nhé. Đây là 0976663776 và số điện thoại bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Anh em nào quan tâm đến bất kỳ sản phẩm gì thì có thể gọi cho mình hoặc Luân. Nhưng mà anh em lưu ý một chút là đừng gọi vào sau khoảng tầm 10 giờ tối anh em nhé. Sau 11 giờ tối đi. Hôm qua có một cái anh gọi cho mình khoảng tầm 12 giờ đêm. Mà anh ấy gọi anh nhờ hướng dẫn đồ, mà mình nói thật là anh em hết sức lưu ý một chút là gia đình cũng phải ngủ nghe, nó phải tầm nó khoảng 11 giờ cũng đi ngủ rồi. Mà đến giờ đấy nhà mình nó còn trẻ con, người này người kia, người già người trẻ nó nhiều. Nên thành ra anh em gọi vào cái giờ đấy nó hơi vô duyên anh em nhé. Anh em lưu ý một chút là gọi cái giờ giấc nó vừa phải thôi, chứ còn ai cũng muốn làm, cũng muốn bán hàng, nhưng mà cái giờ đấy thì cũng phải giờ để nghỉ ngơi, nhà ai cũng vậy thôi. Nếu anh em nào mà có quan tâm gì, cần hỗ trợ gì thì để chờ đến buổi sáng hôm sau nhé, để được hỗ trợ. Rồi, xin cảm ơn anh em nào lắng nghe và mong mà anh em sẽ thấu hiểu. Bắt đầu vào sản phẩm ngay bây giờ thì từ cột đầu tiên anh em thể nhìn thấy đây là bốn cái cục dàn anh em nhé, bốn cục dàn giải mã kiêm âm đi. Thì con đầu tiên ở đây là con Denon ME77DV, một trong số những mã rất là cao cấp của thằng Denon anh em nhé, cực kỳ cao cấp. Con này thì nó bên Nhật nó gọi là gần như là phiên bản sản xuất giới hạn luôn, nó không có chữ limited nhưng mà gần như là sản xuất giới hạn, tại vì nó rất là ít trên thị trường, rất là hiếm anh em nhé. Đi kèm cặp loa của cái con này thì nó sẽ là cặp loa piano bóng loáng luôn. Đấy. Nhưng mà mình về chỉ được cục thôi. Con này các chức năng như sau: chơi MD cực kỳ ok anh em nhé, đọc ghi đều tốt, bát chép chỉnh trực tiếp trên mặt, DVD và CD thì con này kén đĩa rồi, mình coi như là bỏ luôn cho anh em nhé. Và mình sẽ bán giá rẻ cho anh em. Công nghệ DTS này, Dolby Digital này, Dolby Vital Speaker này, đấy. Chế độ giải mã hai kênh này, giải mã 5.1 anh em nhé. Đây, cả chế độ giải rộng này, rất nhiều chế độ, Super Bass này, chỉnh bát này, chỉnh chép ngay trên mặt này, và có chế độ direct mùi ly chuyên nghiệp anh em nhé. Nói chung con này khá ngon. Mất một cái nút bé đây anh em nhé, một cái nút điều hướng đây vẫn bạn bình thường, nhưng mà cái núm này nó bay mất rồi. Mình sẽ tặng kèm anh em cái núm ở ngoài, nhưng nói chung nó không phải là núm của máy. Phía sau thì như anh em nhìn thấy cọc loa, toàn bộ là cọc loa bắp chuối anh em nhé, cọc loa bắp chuối rất là VIP gì, con này đẳng cấp luôn. Optical in phục vụ giải mã 24 bit chuẩn này, các cái đường line in line vào đầy đủ anh em nhé, không thiếu cọc nào đấy. Và có cả xanh nhỏ tím vàng để phục vụ anh em config thì bộ dàn 5.1 được anh em nhé. Công suất của cục dàn thì là 70W và điện nguyên bản 100V. Có cả đường kết nối anten để phục vụ anh em nghe đài AM/FM. Và riêng con này AM/FM thì đủ 108 luôn và dò full đài Việt Nam. Và như hình thức thì anh em thì nhìn thấy con này thì cái vỏ lưng của nó anh em nhé. Đây, nó có chảy xước theo ngày tháng. Anh em nào mà thích lấy vỏ đẹp thì thêm khoảng tầm 200.000 nữa là mình sẽ làm đổi cho anh em vỏ đẹp. Thế thôi. Còn lại thì cái vỏ xấu là mình sẽ bán giá xấu. Hiện tại bây giờ con này mình đang để cho anh em với giá là 1.500.000 anh em nhé. 1.500.000 cho cái mã này, một trong số những mã rất là cao cấp của thằng Denon. Anh em nhìn thấy đây. Cọc bắp chuối rất là VIP, 1.500.000 rồi. Anh em nào không chơi CD đấy lựa chọn rất là ok, tại vì con này giải mã PCM. Khá là hay, ra chất tiếng rất là ngon anh em nhé. Tiếp đến bên dưới thì là một con Denon nữa, con này có Denon MA5DV. Hôm trước có một con bay rồi, bọn này rất là VIP anh em nhé, bọn này gần như là VIP, tại vì là mình đăng lên con nào là gần như con đấy bay phút bốt luôn. Đây, các cái lớp nhôm nó làm rất là dày, form mặt thì form mặt gọi là form mặt đời mới của thằng Denon, mặt nó mặt gương anh em nhé, mặt gương. Chơi MD tốt anh em nhé, chơi DVD CD cực kỳ ngon luôn. Con này thì có công nghệ ProScan quét đa phân luồng trên mặt đĩa anh em nhé, cho một cái công nghệ quét cực kỳ tiên tiến, chất âm ra rất là ok. Tích hợp công nghệ Dolby Digital này, DTS này, và có cả PC interface, tức là cái cắm cái cổng USB nhận thành sao cạc đấy anh em, nhận thành sao cạc rời. Và nói chung là chơi các sao cạc rời của con này tương đương với những sao cạc rời anh em mình mua ở ngoài khoảng tầm 5 đến 10 triệu anh em nhé. Rất là chất âm, rất là ngon. Rồi phía sau
Phía sau công suất con này sẽ là 70W và điện nguyên bản 100V. Đây là cái lưới tản nhiệt của nó anh em nhé. Lưới tản nhiệt nó sẽ hút nhiệt ra đằng này. Optical in phục vụ giải mã 24 bit ở đây. Kẹp loa thì sẽ đánh loa giải loa khá là rộng, từ 6 đến 16 ohm. Các cái đường line in layout đầy đủ và cũng có cổng xanh đỏ tím vàng để phục vụ anh em config hình bộ dàn 5.1. Ngoài ra thì cái cổng USB anh em thích chơi máy tính thì đây anh em nhé, máy tính thì đây, cổng này anh em để cắm USB chơi nhạc lốt led trực tiếp từ máy tính luôn. Ngoài ra nó còn có chứng nhận của Kodak Picture CD này, chứng nhận về hình ảnh con này chơi CD DVD thứ rất là ngon. Và hiện tại cái mã Denon A5DV này mình đang để cho anh em với giá là 2,5 triệu anh em nhé. FM đủ 108 này, chỉnh tất cả các chức năng như kiểu là chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt hết luôn. Đây, 2,5 triệu anh em nhé. MA5DV 2,5 củ. Ok cho anh em. Tiếp đến cái mã 05, cọc số 05 ở trên này. Thì đây là con Onkyo 9GXDV anh em nhé. Một trong số những mã gọi là đời hết cả hết số của đầu 9 rồi, X9 rồi. Đây con này 9GXDV. Con này MD chơi tốt, đọc ghi đều ngon anh em nhé, đọc ghi đều ngon. CD và DVD thì đọc cực kỳ trâu chó luôn. Và con này cũng được tích hợp với công nghệ là ProRes Scan quét đa phân luồng trên mặt đĩa giống thằng Denon. Cái công nghệ này nó tương đối đắt tiền, chỉ Denon mới Onkyo nó mới có thôi. Nhưng còn ở cái mã khác thì nó rất là hiếm anh em nhé. Quét đa phân luồng trên mặt đĩa cho chất âm thì cực kỳ chi tiết. Nó là một cái công nghệ cao cấp đến từ thằng ProRes Scan này, đến từ thằng Mỹ thì phải. Đến thằng Mỹ, thằng Nhật phải mua lại anh em nhé. Ngoài ra tích hợp công nghệ DOA Link này, Dolby Digital, DTS, Timing Thớt và Timing Domino. Ngoài ra thì công nghệ WiRAD độc quyền cũng tích hợp cho con này anh em nhé. Băng tần WiRAD độc quyền giải băng tần rộng ấy, ở trên phát ra âm thanh mà nó có chiều hướng nó rộng hơn bình thường thì được tích hợp sẵn như con này. Sau ra là giải mã 5.1 có này và giải mã Shifter đều có trên con này. Mặt xanh huyền thoại, nói chung nó là một con dàn cực kỳ đáng chơi anh em nhé. Nó là một con cục rất đáng chơi, thùng vách cũng khá là ok. Công suất phía sau, công suất con này sẽ là 65W và điện nguyên bản 100V. Và Onkyo thì nó cứ made in Japan anh em nhé. Lưới tản nhiệt này, kẹp loa thì đánh loa giải loa siêu rộng luôn, từ 4 đến 16 ohm, các đường line in layout đầy đủ anh em nhé. Xanh đỏ tím vàng phục vụ em config hình bộ dàn 5.1 được. Optical in và out để phục vụ em giải mã 24 bit đây. Antenna FM phục vụ anh em kết nối để nghe đài. Hiện tại thì con này mình đang để cho anh em với cái giá cực kỳ ok. Cái mã này Onkyo 9GXDV mình đang để cho anh em với giá là 2,6 triệu anh em nhé. 2,6 triệu cho cái mã đầu 9 này, cực kỳ tốt luôn, mình khẳng định luôn. Tiếp đến con bên dưới này là con Onkyo 7GXDV anh em nhé. Một trong số những cái mã gọi là đàn em của thằng 9XDV này. 7GXDV thì mình đánh giá là một trong số những con rất là hay. Và anh em lưu ý một chút, hai con này đều chơi những cặp loa bass 25cm căng đét này đẹp luôn và cho ra chất âm cực kỳ chi tiết anh em nhé. Đây, kể cả hai cục này cũng thế. Và riêng cục này thì đánh cái phần lời nó sáng tiếng hơn anh em nhé. Onkyo đánh sáng tiếng hơn. Còn Denon thì giải mid nó dày hơn. Anh em nào mà thích nghe tùy vào phụ thuộc vào tai anh em nhé. Đấy là mình đánh giá theo phương diện là cá nhân mình cảm nhận thôi. Con này thì MD đọc ghi đều ngon anh em nhé. DVD, CD, tất cả các thứ để đọc chiến tất, ngoại trừ là anh em đút đĩa sứ thôi, không chơi được. Công nghệ ProRes Scan cũng y hệt như con X9, nói chung là chức năng tương tự anh em nhé. Dolby Digital, DTS, Timing Thớt, Timing Domino, băng tần WiRAD này, nói chung rất nhiều chức năng. Tích hợp hai con này giống y hệt nhau. Đấy, chỉ có nội thất nó khác một chút thôi. Nội thất khác một tí ti ở phần lọc tiếng với cả phần công suất khác một tí ti thôi. Nhưng nói chung là nó cũng để tạo đủ để tạo sự khác biệt. Công suất con này cũng 65W điện nguyên bản 100V, cũng made in Japan, kẹp loa 4 đến 16 ohm, giống y hệt luôn. Hai con giống y hệt nhau. Antenna FM, các đường line in layout đầy đủ này, xanh đỏ tím vàng có. Optical in phục vụ giải mã 24 bit cũng đầy đủ trên con này. Nói chung nó là một cái lựa chọn giống y hệt nhau. Con này chơi hay hơn một chút, anh em biết con này chơi hay hơn, kẹp loa vào thì nó sẽ đánh căng hơn, cảm giác nó đánh căng hơn tại vì phần công suất nó có cải tiến. Còn nếu mà anh em về chỉ chơi giải mã thì hai con này mình đánh giá là gần như nhau, sử dụng chung một chip giải mã PCM, anh em biết giống y hệt nhau. Hiện tại cái mã bên dưới Onkyo 9GXDV phục vụ cho những anh em nào tiết kiệm tiền hơn thì là 2,2 triệu. Đây, 2,2 triệu. Mã bên trên này là 2,6 triệu. Denon ME77DV VIP anh em nhé. VIP nhưng mà xấu, không đọc DVD, bán rẻ 1,5 triệu. Còn con bên dưới này Denon MA5DV là mình để cho anh em 2,5 triệu anh em nhé. Ok chưa anh em? Tiếp đến đây thì là không để cho người mẫu luôn chờ lâu. Đứng mặt méo xẹo luôn.
để vào qua cái đống túi cho anh em. Thì đầu tiên là mấy con túi hàng da cực kỳ chất anh em nhé, toàn bộ là da xịn 100%, da thật 100%, cam kết về da thật và hàng ở siêu thị bên Nhật Thanh Lý. Nó là mới chưa qua sử dụng chứ không phải là hàng bãi ở như anh em vẫn bán thị trường nhé. Những con túi này hàng bãi anh em còn bán rất đắt chứ đừng nói đến là hàng mới tinh như thế này. Là này hàng mới tinh và mình là một trong số những người rất là ít ôm được ở từ đầu bên Nhật về. Ôm được từ đầu bên Nhật mà không phải đơn giản ai cũng ôm được lô Thanh Lý bên Nhật đâu anh em. Nói chung nó phải mình cũng phải có số có má rồi. Làm hàng Nhật lâu năm thì bắt đầu anh em nó mới để cho cái lô để ôm. Đây. Thì là con túi giới thiệu túi nào trước nhỉ? Có 3 con túi giới thiệu nào trước luôn. Con nào trước? Con nào trước được à? Bạn người mẫu bạn ấy đi. Thì con nào trước đi. Con bé con chưa à? Ok. Con bé con trước. Con này là một dòng túi sai ngang bé mà đợt gần đây nó mới về anh em nhé, gần đây mới có. Chứ còn trước đấy thì hầu như nó về túi to thôi. Dòng túi bé này thì mình đánh giá là một trong số những con túi mà đeo đẹp hơn. Đeo đẹp hơn, đeo vào tại vì nó không quá to. Kích thước thì ngang được khoảng tầm 22 phân. Dạ. Yeah. Ừ. Cao khoảng tầm đây là 16 phân anh em nhé. Đúng không? Cảm thấy. Miếng lượng nó tương đối chuẩn. Đây. Da thì miếng da bò nguyên miếng cực kỳ ngon. Anh em thì nhìn thấy cái thớ da của nó qua cái miếng tét da anh em nhé. Đây là cái miếng tét da sản phẩm mới, hầu như là con nào ở trong hàng siêu thị cũng bắt buộc phải có cái này. Cái này nó tiêu chuẩn của đồ da anh em nhé. Bên này nữa thì bắt đầu là đến những cái miếng lót của khóa, móc khóa. Khóa nó cực kỳ trơn tru, chất da sờ bao phê luôn. Con này anh em nào mà mua rồi hãy comment ở dưới video để anh em biết. Các cái lớp chống lót của nó cực kỳ xịn anh em ạ. Chống nước toàn bộ anh em nhé. Anh em mình đi trời mưa thôi là thoải mái luôn. Nó có 1 ngăn này, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn và 5 ngăn tất cả. Đây, ngăn khóa to đây. Mình kéo ngăn khóa to cho anh em xem. Khóa to. Này, anh em thấy không? Nó có xốp bên trong để giữ form. Cũng là hàng, cái xốp này cũng là của bên kia nó để chứ không phải mình để đâu. Toàn bộ dây này anh em nhé. Dây này, cực kỳ lì và đẹp. Nói chung nó là hàng tuyển rồi. Luôn đeo chéo này cho anh em xem cái. Quai sách có anh em nhé. Đeo chéo có. Luôn như kiểu là chưa ăn cơm ấy nhỉ? Chưa ăn thật. Chưa ăn cơm chưa ấy. Đấy, anh em nhìn form túi ok không? Form túi rất là đẹp luôn anh em nhé. Và dòng này mình đánh giá là cực kỳ. Nói chung là ở Việt Nam những con túi này bọn nó phải bán tầm hơn 1 triệu. Mình khẳng định luôn. Việt Nam phải tầm hơn 1 triệu những anh em nào mà có kiểu giống này thôi. Chứ mình khẳng định là cái con này riêng về mẫu mã mình độc quyền luôn. Độc quyền luôn. Tại vì có anh em nào ôm được lô này thì bên Nhật về đâu. Mỗi mình. Đầu bên kia báo thế. Đấy. Và hiện tại con này thì mình vẫn để giá rất là tốt cho anh em. Chỉ có 680.000 thôi anh em nhé. 680.000 cho con túi này. Ok chưa anh em? Rồi. Một trong số những cái mã gọi là đợt này hình như cũng có ít một vài con thôi. Đến con to. Tiếp đến là con to. Giống y hệt con kia. Luôn đeo lên so form dáng anh em biết rồi. Kích thước thì khoảng tầm ngang 25 phân nhỉ? Ngang 26 phân. Ngang 25 phân. 25 phân anh em nhé. Cao này khoảng tầm 22 phân. Đấy. Túi đây. Form túi to này thì anh em sẽ để được cực kỳ nhiều đồ anh em nhé. Để được rất nhiều đồ. Lợi thế nó để nhiều đồ. Nhưng mà nếu mà để đeo nhỏ gọn thì mình thấy là con kia con bé nó nhỏ gọn hơn. Nhưng đấy là tùy form của anh em. Như anh em thích đeo túi to để được nhiều đồ. Đúng không? Và như anh em lớn tuổi thì những các chú lớn tuổi thì thường hay thích túi to. Túi to để được nhiều đồ. Và những con túi này thì đáp ứng đủ hết nhu cầu của anh em. Đi dã ngoại picnic thì mang một con túi đi là khá là ok, nhét được đầy đồ vào đây rồi, đúng không? Để được khoảng tầm 3 cái xịp, anh em chơi thay thế thoải mái. Một lỗ xịp được. Và hiện tại cái mã này thì mình vẫn để cho anh em giá cực kỳ tốt anh em nhé. Mã này thì 830.000 và bớt cho anh em 10.000 nữa là còn 820.000 anh em nhé. 820.000 cho cái mã túi ngang to, size to. Rồi. Thế đến đây thì là con túi chéo size to. À, túi chéo đứng size to. Túi đứng size to. Đây. Anh nhìn form đứng khác. Form đứng khá đẹp anh em nhé. Đây. Nói chung form đứng này là form túi của chú bé liên lạc rồi. Nó là gọi là một cái form gọi là vĩnh cửu với thời gian anh em nhé. Form này form vĩnh viễn thời gian. Mãi mãi thì nó vẫn sẽ đẹp thôi. Tại vì những cái đồ mà gọi là form ngang thì nó bắt đầu mới có gần đây. Còn cái form đứng này nó trường tồn rồi. Có cái form túi này là cái dòng túi form túi hộp anh em nhé. Nên nó rất là cứng cáp. Anh em nhìn thấy các cái bo viền của nó này. Các cái nẹp bo viền của nó. Nó cứng mà không rất khó mất form. Đây. Chất da thì cực kỳ xịn. Da bò toàn bộ anh em thể quay sách như này. Còn này anh em mình có thể đeo chéo như bạn luôn. Bạn đang đeo đây. Nói chung như người mẫu rồi đúng không?
Tôi nó làm cải tiến cải cách những cái miếng da đấy, nó làm rất là đẹp luôn và liền lạc anh em nhé, liền lạc. Da thì toàn là da da xịn mà nó nguyên tấm thôi, chứ nó không phải là da chắp vá đâu. Đấy. Hàng công ty, hàng thanh lý, mà con này vào store thì nó xung phải tầm 3 củ. Thưa anh em, có một anh em mua của mình về đã phát biểu là đẹp hơn, đẹp ngang với con túi mua 4 củ 3 năm trước rồi. Mua 4 củ 3 năm trước. Hiện tại cái mã này thì mình cũng để cho anh em giá cực kỳ ok thôi, 830.000 anh em, 820.000 anh em nhé, đồng tiền đồng giá nha, con ngang với con dọc đồng giá nha, 820.000 rồi. Cảm ơn bạn Luân. À còn con túi nữa, một con túi chéo, một con túi chéo, hàng nó khá là độc anh em nhé, dòng nhỏ khá là độc. Con này phục vụ cho những anh em nào mà đi cần gọn gàng, đi nhẹ nhàng thôi, thì nói chung nó là con túi đây anh em nhìn, nên phong túi rất là ok. Nó có một cái ngăn để cực kỳ hay ở chỗ này, nó cái ngăn để điện thoại anh em nhé. Cái móc khóa này là khóa rẻ thôi, nhưng mà nó có cái hít nam châm này này, anh em thể để điện thoại ở đây, và riêng điện thoại iPhone 14 Pro Max to như iPhone 14 Pro Max cũng để vừa, và mình nghĩ là cả Z Fold, tất cả điện thoại đều để vừa hết anh em nhé. Đấy, dây đeo, hoặc là anh em có thể móc vào con đĩa để đeo ở hông anh em nhé, móc đĩa đeo hông để tùy anh em, thuộc vào cái nhu cầu của anh em thôi. Và nó có một ngăn để điện thoại này, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn, bốn ngăn tất cả anh em nhé. Túi thì dòng form nhỏ, cao khoảng tầm 20 phân nhỉ. Cao 20 phân, ngang thì được khoảng tầm mười mấy phân, 11, khoảng tầm 12 12 phân đấy. Về lại con túi này thì mình đang để cho anh em 500.000, thì hôm nay còn đúng một con này, mình sẽ giảm cho anh em 50.000 anh em nhé, gần như hết lãi rồi, nó còn 450.000 anh em nào mua tặng vợ, nam nữ đều dùng được anh em nhé, con này nam nữ đều dùng được, đều rất là đẹp. Đấy, ok chưa anh em? 450.000. Rồi. Cảm ơn bạn Luân, đây là cái đống đồ da. Tiếp đến đây thì là mấy con tai nghe, bạn Luân cầm hộ tôi cái máy quay cái. Hôm nay tôi nói nhiều mệt quá. Thì đây là một con tai nghe đến từ thương hiệu Bãi Nhật, nhưng mà mình cũng không biết là nó là thuộc thương hiệu nào. Chỉ biết là chất của nó rất là ngon anh em nhé. Những cái hàng mà nó không rõ tên như này, mình nói chung là mình nghe mình chỉ biết được cái chất của nó ngon thôi. Chất cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Chất con này, chất bát của nó là mình phải nói là nó sâu hun hút luôn. Nó là một trong số những con tai sâu hun hút luôn. Mà tại sao nó lại không có tên tuổi ở đây? Cổ Hausen nó anh em thì nhìn thấy đây. Nó bọc một lớp bên ngoài, nó gần như là lớp nhôm và được đánh bóng anh em nhé. Đánh bóng, có thể soi gương được qua cái lớp nhôm này. Nó làm thiết kế rất là đẹp luôn. Đấy, cổ Hausen rất là mới. Và qua cái thoát hơi này thì anh em có thể nhìn thấy là cái driver nhé. Tức là cái củ loa này đặt phía bên trong nó phải rất to anh em nhé, thì nó mới được cái màng loa bên ngoài nó như thế này. Đấy, bình thường cái bọn này thì màng nó sẽ bé hơn. Đây ví dụ kể cả đến con JBL này anh em nhìn này, nó bé một nửa này luôn, đúng không? Và chất bass thì gần như nó thoát tiếng, nghe rất là bùi tai anh em ạ, phải dùng từ bùi tai. Các phím đàm thoại chức năng trên này pin được khoảng tầm 5 tiếng anh em nhé, 4 đến 5 tiếng. Sạc chân sạc micro USB. Em lưu ý một chút là chân sạc anh em về thì cứ mua chân micro USB là được. Nhưng mà sạc vào nguồn sạc 5V 1A anh em nhé, trở xuống. Đừng sạc những cái sạc nhanh là toang đấy. Hiện tại thì con này mình đang để giá là 350.000 và mình sẽ bớt cho anh em 50.000, còn đúng 300.000 cho cái mã này. Ok chưa anh em? Chất âm rất là ngon. Và với những anh em mình mua con tai nghe mà cần ngon bổ rẻ thì đây là một trong số lựa chọn của anh em nhé. 350.000. Ok chưa? Tiếp đến là con này là con màu trắng anh em ạ. Con này màu trắng nhưng mà mình cứ thấy nó cứ gôn gôn thế nào nhỉ. Con này nó thiết kế mình cũng không tìm thấy tên tuổi nó ở đâu cả. Nhưng mà đây, củ đây, anh em nhìn. Và nó hai cái lỗ ở trên này chắc là lỗ mic anh em nhé. Hai lỗ, à không, lỗ này không phải lỗ mic anh em ạ. Lỗ này kiểu thoát hơi cho âm bát nó thoát hay sao ấy. Đây mic đây cơ. Thì mình nghĩ hai cái lỗ này là lỗ thoát cho âm bát này. Hai lỗ con này, anh em nhìn thấy không? Đấy. Nghe thì khá là hay. Mình đánh giá con này nghe cũng cực kỳ ngon. Nghe là bọn này giống con nào nhỉ? Khá là giống cái bọn Soundpeak. Khá là giống bọn Soundpeak. Soundpeak đắt, mà con này rẻ anh em ạ. Mình bán rẻ. Đây. Mặt của nó cũng đây, cũng là viền thép, viền nhôm này, đẹp luôn. Đấy, các nút bấm rất là ngon, pin được khoảng tầm 5 tiếng, khá là bền. Đây, series đây. Hiện tại thì mình đang để là 280.000 mà mình bớt thêm cho anh em 50.000 nữa là còn 230.000 anh em nhé, 230.000. Bán vừa rẻ vừa bán vừa cho. 230.000 con này. Đẳng cấp luôn. Ông nào không mua con này mình thật nhá, 230 ông nào không mua con này phí một đời luôn. Đẳng cấp luôn. Tiếp đến là con JBL anh em nhé. JBL một trong số những cái mã gọi là quá quen thuộc với anh em rồi đúng không? JBL con này thì dòng màu xanh thể thao, màu xanh ngọc thể thao.
của Houston đây, anh em nhìn. 500 hit. Con này thì nói chung nó thua thằng em thằng anh beat của nó một tí thôi. JBL thì nó chính là một cái trong số nó chính là thằng Hamakarden đấy anh em. Nó cùng một mẹ anh em nhé. Chất âm hơn này thì mình đánh giá là một trong số những con mà nghe tạp được đủ thể loại, các thể loại nhạc. Và cái chất bass của nó thì chất âm của JBL thì nó gần như anh em nghe loa JBL như nào thì cái chất của con tai nghe này nó cũng phải giống 9/10 như thế. Chất rất là ok. Còn lại thì chỉ còn lại so về hình thức và giá thôi. Hình thức con này thì nói chung cái dây này, cái phần dây xanh ngọc này nó cũng có bị bẩn anh em nhé. Cái này lau chùi, anh em về lau chùi thôi. Tại vì hàng này là hàng bên Nhật mà mình mua đấu giá, bên bọn bên Nhật thì đứa sạch thì nó dùng tay nó sạch, mà đứa nó bẩn thì nó dùng tay nó bẩn. Chứ cũng không thể nào mà ke chọn kén chọn được là cái đồ bên kia nó về thế nào. Cho con này đây, củ Houston ok này. Cái mút này nó rất là thể thao, nó đẹp một cái lớp màu cam ở đây anh em nhé. Rất là đẹp. Một bên này thì có dấu chấm than và một bên thì có chữ JBL. Đấy, anh em nhìn đâu. Hiện tại thì mình đang để là 500.000 anh em nhé. Hiện tại mã này đang 500.000, mình bớt cho anh em 50.000 là còn 450.000 anh em nhé. Ok chưa? 450.000 con JBL rất là ok rồi. Ba con tai nghe mỗi con bớt 50. Ba con tai nghe đều những con ngon. Nói chung là rất là ok. Tiếp đến đây thì là mấy bộ dàn mini anh em nhé. Mấy bộ dàn mini thì anh em nhìn ở đây. Video này khá là dài nhưng mình sẽ cố gắng để quay hết video để đưa anh em, tại vì hôm nay ngày thứ bảy chắc là anh em rảnh rỗi để xem. Thì đầu tiên là con Onkyo. Onkyo này thì anh em nhìn có VIP không? Đúng không? Nếu bảo không VIP thì chào bộ đạo VIP, mình khẳng định luôn. Tại vì đây là chính là cái mã series cao cấp của thằng Onkyo, nó là Onkyo UN9 anh em nhé. Một trong số những series đầu 9 rất là cao cấp của thằng Onkyo. Cái bộ này thì chức năng như sau. MD, chơi MD tốt này anh em nhé. Chơi CD, DVD cũng khá là ok, nhưng mà riêng đĩa CD anh em nhé, thì chỉ chơi đĩa CD xịn thôi. Còn đĩa CD kia thì nó hơi bị rẻ tiếng anh em nhé. Thì khả năng là do mắc, nhưng mà mình không có thời gian để mình làm, thì mình sẽ để nguyên này để mình bán cho anh em. Và mình sẽ để giá tốt hơn anh em nhé. DVD đọc cực kỳ ngon anh em nhé, DVD đọc rất là ngon luôn. Ngon nốt mượt luôn. Giải mã 24 bit chuẩn như con này thì cực kỳ đỉnh, màn hình xanh huyền thoại, công nghệ tích hợp, chơi DVD, audio, CD, Dolby Digital, DTS, timing third và timing terminal anh em nhé. Rất nhiều chức năng, full option như con này, đúng không? Băng tần VRS độc quyền cũng đã được tích hợp trên con này. Nói chung nó là đủ công nghệ luôn. Cặp loa đi kèm thì sao? Cặp loa đi kèm thì bao gồm một cặp loa bass 12cm anh em nhé. Màng sợi keva, núm sợi keva, và mình rất thích con núm này của con này. Ấn không bao giờ móp vào được anh em nhé. Đẳng cấp luôn. Gân thì dòng gân lụa tẩm dầu mà dòng xếp xoắn, dạng gân xếp lên là mình đánh giá nó cho ra một cái chất biên độ dao động nó lớn anh em nhé, biên độ dao động rất là lớn mà lại thu gọn được anh em nhé, thu gọn được vào làm cái loa nó đẹp hẳn đây luôn. Bên trên là một chép dom, dòng dom 8 feet của thằng Onkyo anh em nhé, độ 468 đấy. Củ từ thì siêu to khổng lồ, to đúng bằng mặt luôn. Và con này dòng này là dòng thụt hơi ở phía gầm anh em nhé, dòng thụt hơi phía gầm nó cho cái âm bát khá là ngon. Đây, cái phần đổi bây giờ nó tách biệt luôn, sau đó bên trên. Loa PU bên trên thì đẳng cấp rồi. Phủ PU và cặp PU này là cặp PU đẹp đấy anh em ạ. Bình thường nó xước cơ, con này đây. Nó chỉ có bị gọi là mài mòn đi thôi. Mài mòn mờ đi một chỗ, một vài điểm thôi. Còn lại thì nó đẹp anh em nhé. Con này nói chung đánh giá là một trong số những cặp UN9 khá là đẹp đấy. Cặp UN9 đẹp. Thùng bách rất là ok đây anh em nhìn. Thùng bách này, đây. Đấy, ok chưa? Công suất của loa sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm anh em nhé. Một cặp của nó thì sẽ là 140W. Ok chưa anh em? Cục dàn công suất là 66W và điện nguyên bản 100V. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Giải loa siêu rộng luôn đến lưới tản nhiệt của nó này. Nó thốc thẳng nhiệt ra ngoài anh em nhé. Giờ mày đánh 4 mốt xò than, cục âm đi thì có phải phang tốt được những cái cặp loa bass 25cm rất là ngon. Anten MFE, dùng nghe đài, các đường line in line out kết nối đầy đủ anh em nhé. Có xanh đỏ tím vàng để phục vụ em config trên bộ dàn 5.1. Optical in phục vụ giải mã 24 bit. Ở đây các cái ba được cộng xuất video để phục vụ anh em xem đĩa DVD. Và hiện tại cái mã dàn này thì bình thường thì sẽ là bao nhiêu? Bình thường cả bộ full combo sẽ là như thế này. Thì sẽ là 4.800.000. Nhưng con này CD của nó chỉ đọc đĩa xịn thôi, còn DVD đọc nốt tất cả loại đĩa thì mình sẽ để cho anh em trừ đi 300.000 cho anh em, là còn 4.500.000 anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ play thử cho anh em để anh em nghe là chất nhạc con này. 4.500.000 series 9, 4.500.000 quá rẻ luôn, zip mắt rất êm luôn. Wow.
ở những cái bộ môn yêu thể hiện rất là sướng em ạ, nghe mê luôn. Chất âm ok chưa? Đấy, stop. Còn bọn DVD này anh em lưu ý một chút là phải ấn 2 lần nó mới dừng nhá. Đây là nếu anh em bấm một lần nó sẽ là tạm dừng. Đấy, hai nút này đều là tạm dừng. Ấn phát nữa thì nó sẽ là stop anh em nhé. Anh em lưu ý một chút là nên chọn stop để lúc cái đĩa nó ngừng quay. Máy mình nó sẽ mát anh em nhé. Và mắt mình nó sẽ bền hơn. Đấy là chức năng. Đừng ấn resume thì gần như nó quay đĩa và nó quay cả ngày luôn. Anh em nếu mà không nghe nó không ra tiếng thôi nhưng đĩa nó vẫn quay anh em nhé. Mã số 01 4,5 triệu. Tiếp đến đây thì là mã số 02. Thì anh em đã nhìn thấy một con dàn VIP đến từ thương hiệu Sony, một con mã dàn khá là ok, căng nó anh em nhé, nó nguyệt, khá đẹp. Bây giờ chỗ này sẽ là dính keo. Ra ở đây. Tổng thể con này thì anh em thể nhìn thấy nó là một cái series cao cấp của thằng Sony. Nó chơi ổ cứng anh em nhé. Ổ cứng con này hiện tại chơi là con ổ cứng 250GB đến từ thương hiệu Sony. Thì anh em nhìn cái mã gọi là M75HD. Một trong số những mã khá là cao cấp anh em nhé. VIP luôn. Màn hình. Màn hình này thì màn hình gọi là tinh thể loảng anh em nhé. Màn hình tinh thể loảng. Rất là mịn luôn. Sắc nét. Cực kỳ nhiều tùy chọn anh em nhé. Rất nhiều tùy chọn trên con này. Và anh em về có thể tùy chỉnh được tất cả những cái chất gọi là chỉnh tùy chọn thập cẩm chim bô luôn. Nó rất là nhiều thứ mà mình không thể kể hết được. Và nói chung là anh em về phải tự mày mò. Chỗ nào mà không ấy thì anh em mình có thể vào Google dịch anh em nhé. Anh em dịch phát nó ra luôn. Bây giờ có Google dịch rất là tiện rồi. Những cái đấy anh em tự dịch giúp mình. Đây, cấu hình con này như sau. Màn hình gập lên gập xuống được anh em nhé. Đấy. Nó gọi là màn hình nắp gập. Nét Suzuki này. Chơi MD, chơi CD anh em nhé. Cực kỳ ok. Và có ổ cứng này. Chơi nhạc từ ổ cứng. Đấy. Nhạc ổ cứng 250GB anh em, bất kỳ đĩa nào anh em có thể chép từ CD sang ổ cứng để anh em chơi sao cho tiện. Mà mượn hết CD của hàng xóm về có cũng được luôn, tại vì ổ 250GB nó chứa rất nhiều đĩa anh em nhé. Chứa quá nhiều đĩa luôn. Chơi mọi chức năng hoạt động cực kỳ ngon. Và bên trên này anh em nhìn này, nó có cổng USB đấy anh em nhé. USB để phục vụ anh em chép nhạc vào ổ cứng. Đấy, chép nhạc ổ cứng thì chơi luôn. Cắm cái USB bộ nhớ ở đây, chép nhạc ổ cứng. Đây là cái bút tùy chọn này, là cái chỗ này là cái đốc của thằng Sony anh em nhá. Đốc của Sony phục vụ chắc là cho máy nhạc Sony thôi. Audio in này, AUX là kết nối đi các điện thoại bên ngoài, thiết bị bên ngoài để qua cổng AUX. Cấu hình loa thì sao? Sử dụng một con bát đường kính 12 cm. Gân lụa anh em nhá, gân lụa bền gọi là. Chắc là chỉ có chuột nó cắn hoặc là trẻ con gọi là nó mang dao nó cắt thì mới hỏng được, chứ còn mình nghĩ là cái gân lụa này 100 năm không hỏng được, khẳng định luôn. Màng thì màng giấy anh em nhá, màng giấy cho chất bát rất là ấm. Bát và giải mít rất là ấm. Bên trên là con chép cũng là màng giấy luôn. Cái con này đặc giấy luôn và trắng tinh luôn anh em nhé, trắng tinh luôn. Đấy, ok chưa? Rồi, phía sau bộ này thì có cái gì anh em thể nhìn thấy đây. Đập vào mắt chúng ta đây là cục dàn đúng không? Cục dàn công suất là 50W điện nguyên bản 100V, quạt tản nhiệt thốc ra này. Anh em thể nhìn thấy cái đường lan đúng không? Cái cổng lan này thì mình nhớ không nhầm là mình không biết chức năng, nhưng mà nhớ không nhầm là chỉ phục vụ nghe nhạc internet nhưng mà của Nhật thôi. Tại vì sử dụng qua cái máy chủ của Sony anh em nhé, mà chỉ Nhật sử dụng thôi. Đấy, độc quyền của nó thôi. Nó sử dụng cổng này. Line in line out đầy đủ này, cái jack loa này. Anten FM này, Sony đến 90 đây anh em nhé. USB thêm hỗ trợ thêm cổng USB phía sau. Đấy. Nói chung nó là con HD Network Audio System này, hệ thống nghe nhạc mạng này. Ổ cứng này, mạng này, audio hệ thống nghe nhạc ổ cứng và mạng. Nói chung nó là một trong số những con rất đắt tiền. Đây, cặp loa, quên quay cặp loa. Đây, tổng thể cặp loa. Anh em nhìn nhá.
cặp loa này thì bị xấu một hai chỗ, nói chung đây có một hai chỗ nó xấu nhưng không ảnh hưởng gì hình thức hết anh em nhá. Hình thức mặt trước vẫn đẹp, trở kháng là 8 ohm không thấy ghi công suất. Đấy, bình thường sẽ là cặp này sẽ là 50W một chiếc. Và hiện tại bộ này thì mình xin phép để cho anh em cái giá là bình thường nó sẽ rơi vào hơn 3 củ, nhưng mà con này loa phía sau nó hơi xấu, mình để cho anh em bây giờ là 2,5 triệu anh em nhé, 2,5 triệu cho cái bộ gọi là Sony chơi ổ cứng này, ổ cứng 250GB và hình thức nó là một con đời cao chứ rất là ngon. Đây MD CD đọc rất là ok, mình sẽ play thử cho anh em nhé, 2,5 củ anh em nhé. Đấy chiếc bát Sony nghe rất ngon luôn. Ok chưa anh em? Mã số 02 với giá là 2,5 củ anh em nhé. Tiếp đến đây là cái mã số 03. Anh em đã nhìn thấy một bộ dàn khá là VIP đến từ thương hiệu Onkyo đúng không? Hai căng của nó mình sẽ để sang một bên nhé. Nói chung con này căng đẹp. Con này thì tổng thể mình nói là phải nói là đẹp xuất sắc anh em nhé. Con này hàng đấu giá đẹp xuất sắc luôn. Onkyo N7X. N7X một trong số những mã đời của nó khá là ngon của thằng Onkyo rồi. Con này mặt xanh huyền thoại này, đèn hát xanh, chơi MD tốt, chơi CD tốt, CD chơi mắt 213 cực kỳ lành luôn, chơi rất là ngon. Công nghệ D-Link và tần VS độc quyền được tích hợp trên con này. Line in layout ở cổng trước hỗ trợ hai cổng anh em nhé, và một cổng phone hỗ trợ thêm ở mặt trước. Và con này giải mã 24 bit cực kỳ hay, đánh được loa bát 30 anh em nhé, đánh 4 con sò than và chơi bát 30 nghe rất là căng luôn. Con này đánh cực kỳ hay luôn, và riêng giải mã của nó thì ra chất âm rất là chi tiết. Mình đánh giá cao cái dòng đầu N7 này, N7X, N7 đến N7X này và N7TX, các thứ nó đánh rất là căng. Cặp loa N7 đi theo giá, anh em nhìn thấy không? Cặp loa khá đẹp anh em nhé, tổng thể đây. Cặp loa đúng cặp loa zin nó luôn, N7X luôn. Đấy, ok chưa? Công suất của bộ dàn sẽ là 46W điện nguyên bản 100V made in Japan anh em nhìn. Cặp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng anh em nhé. Anten FM, các đường line in layout đầy đủ này, và optical in để phục vụ em giải mã 24 bit. Đấy, các lưới tản nhiệt anh em nhìn này, đánh sò than nó bắt buộc phải làm hệ thống tản nhiệt nó thoáng khí này, cái con máy của mình nó mới hoạt động ok. Anh em lưu ý một chút nhé, về đừng nó cầm như kiểu quyển sách này, đặt vào đây là ăn lồn đấy, đặt vào đây nó vứt đi luôn đấy, đặt vào đây nó không tản nhiệt được thì rất dễ chết sò anh em nhé. Mình nói là dễ chết thôi chứ không phải nó chết ngay được, nhưng mà nói chung là không nên để vào, tại vì nghe ở bức âm nhỏ sò nó hoạt động vừa phải thì là chưa chết. Nếu mà nghe ở cường độ mức âm lớn mà nghe trong cường độ lâu thì là mình nghĩ là tỷ lệ chết, nếu mà không được thoát khí là tỷ lệ chết khá là cao anh em nhé. Lưu ý một chút, nó không phải sản xuất ra những cái khe thoáng này để cho anh em mình gọi là tưới bụi vào trong đâu, mà là mục đích của nó sản xuất ra khe thoáng để tản nhiệt anh em nhé. Tản nhiệt đây, phải cả cụm tản nhiệt phía sau cũng thế anh em nhé, nó làm rất nhiều khe thoáng để phục vụ tản nhiệt. Cặp loa đây, anh em nhìn cặp loa thì là công suất là 70W và trở kháng là 4 ohm, một cặp sẽ là 140W và bộ này là một trong số những bộ đẹp góc cạnh luôn anh em nhé. Hiện tại thì cái mã dàn này mình đang để cho anh em cả bộ, cả combo này chỉ có 3,3 triệu thôi anh em nhé, 3,3 triệu cho cả cái mã này. Và mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhé, để biết chất âm của này. Rồi mình chưa giới thiệu cặp loa đúng không? Xin lỗi anh em nhé, chưa giới thiệu cặp loa. Cặp loa này sẽ là một con chép mũi đạn ở bên trên này, chép dòng đo mũi đạn 8 vít, nó vẫn là dòng cao cấp thôi. Củ từ dòng này cũng là củ từ kép phải, từ kép luôn. Bên dưới là cặp loa bát 12cm gân lụa tẩm dầu anh em nhé, cực kỳ bền và cũng là dòng siêu mỏng, giống cái thằng N9 bên kia. Màng loa thì màng loa sợi keva, và con này là không lúm luôn anh em nhé, giấu lúm.
thụt hơi xẻ rãnh mặt trước, chất bát rất là ok. Và mình đánh giá con này là một trong số những con chơi rất là hay hiện tại. Cả bộ là 3.300.000. Và lấy thử nhạc cho anh em này. Như kể một câu chuyện. Nói chung là hay. Hiện tại thì combo này và cái đĩa này là đĩa gì đây anh em nhé? Cái này là cái đĩa hồng trúc, hồng trúc 7 anh em nhé, cay đắng bờ vương. Đấy, anh em nào mà muốn mua thì là có thể lên mạng search cái đĩa hồng trúc 7, tại vì cái đĩa này là đĩa của cái anh khách anh gửi vào đây mình không thể bán được cho anh em được. Và mình cũng không bán đĩa anh em nhé. Nhiều anh em hỏi mình có bán đĩa không? Thì mình trả lời luôn là mình không bán đĩa. Tại vì bán đĩa nó lắt nhắt nhiều thứ mình không thích, mất thời gian lắm. Và cái mã số 03 mình để cho anh em giá là 3.300.000 anh em nhé, 3.300.000. Mã số 02 là 2.500.000 này, mã số 01 này là 4.500.000 này. Và đây cái đống series này thì mình xin phép không báo lại nhá. Ok anh em, video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đây thôi, quá là dài rồi. Và anh em có thời gian, bớt chút thời gian thì xem video của mình để ủng hộ kênh của mình một lần, để mãi mãi phát triển để ủng hộ anh em. Rồi xin chào anh em, chúc anh em có một buổi tối bên gia đình thật là vui vẻ.